Ngày 24 tháng 1 năm 2017, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Hữu Tài 20 tuổi và Lê Ngọc Thạch 32 tuổi để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó vào sáng ngày 15 tháng 1, Ngọc 26 tuổi cùng 3 thanh niên khác có mâu thuẫn về tiền bạc đã xông vào đánh một người đàn ông trên đường Phan Văn Trường ở phường Cầu Ông Lãnh quận 1. Lúc này, các trinh sát hình sự đang tuần tra gần đó can thiệp, bắt được một người, nhóm còn lại bỏ chạy. Ngọc chạy vào trường học gần đó, lên tầng 1 rồi theo mấy nhà dân nhảy xuống đường Nguyễn Thái Học thuộc phường Cầu Ông Lãnh. Tưởng cướp, người dân đã tri hô cướp và đuổi theo Ngọc. Đang bảo vệ hai cửa hàng gần đó, Tài và Thạch đuổi theo Ngọc. Chạy một đoạn, Ngọc ngã xuống đường thì bị hai bảo vệ đấm, đá, khiến Ngọc ngất xỉu và chết sau đó một ngày. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Vào sáng hôm qua, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tỉnh Khánh Hòa đã công bố và trao quyết định giảm án cho 470 phạm nhân tại trại giam Công an tỉnh và trại giam A2 thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an. Trong đợt xét giảm này có 446 phạm nhân đang thụ án tại trại giam đã được giảm án từ 2 đến 18 tháng, trong đó có 72 phạm nhân sau khi được giảm đã hết hạn tù và được ra trại để về sum họp với gia đình. Cùng ngày tại trại giam Công an tỉnh cũng đã có 24 phạm nhân được xét giảm án từ 1 tháng đến 6 tháng. Trong đó có 8 phạm nhân sau khi được giảm đã hết thời hạn tù. Những phạm nhân được giảm án trong dịp này là những người đã chấp hành ít nhất 1/3 thời gian án phạt tù và có quá trình lao động cải tạo tốt, được xếp từ loại khá trở lên. Cả hai hướng ra vào bến xe miền Đông quận Bình Thạnh là tiếp tục xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, tương tự như ngày 22 tháng 1 mà chúng tôi đã phản ánh trước đó. Từ 16 giờ đường Soviet Nghệ Tĩnh hướng ra bến xe đã chật cứng các phương tiện, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một từ khu vực cầu thép Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu. Trước tình thế đó, nhiều hành khách đi xe buýt, taxi sợ trễ tuyến đã xuống đi bộ vào bến xe. Ở hướng ngược lại, đoạn từ trạm thu phí cầu Bình Triệu đến cổng của bến xe cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nhiều phương tiện đã chọn cách quay đầu xe khiến giao thông càng thêm hỗn loạn. Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc bến xe miền Đông cho biết bến xe đã huy động toàn bộ lực lượng trực chiến để đảm bảo an ninh trật tự trong ngoài bến xe. Tại cổng các tuyến đường lân cận bến xe, lực lượng cảnh sát giao thông luôn trực chiến phân luồng điều tiết. Tuy nhiên đến hơn 20 giờ, tình trạng kẹt xe mới bắt đầu thuyên giảm. Cũng trong hôm qua, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà khắp các tuyến đường của Hà Nội đều đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường còn xảy ra tình trạng ùn tắc từ sáng cho đến tối muộn. Các tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Chùa Bộc, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Ngã Tư Sở, ùn tắc nghiêm trọng diễn ra từ 7 giờ sáng ngày 23 tháng 1. Các phương tiện chen chúc nhau hướng về nội thành khiến cho nhiều đoạn đường quá tải, ùn ứ kéo dài từ đường này sang đường khác. Nhiều ô tô, xe máy chôn chân tại chỗ cả nửa tiếng đồng hồ, tắc đường triền miên đến trưa. Buổi chiều tối, tình trạng giao thông nhiều tuyến đường vành đai, nội đô, cửa ngõ Hà Nội cũng trong tình trạng kẹt cứng. Từ 16 giờ, dòng người chen chúc nhích từng chút trên nhiều tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Tràng Thi, Lê Duẩn, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến. Lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông lớn, đường quá tải dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài, khiến cho người dân đi lại rất khó khăn. Nhiều đoạn người dân phải mất gần tiếng đồng hồ mới thoát được cảnh ùn tắc. Thưa quý vị và các bạn, ngập nước ở thành phố Hồ Chí Minh đã dần quen thuộc với người dân trong năm qua. Tuy nhiên, ngày Tết phải đối diện với nguy cơ này thì thật phiền toái. Theo dự báo, đầu năm mới sẽ xảy ra ngập do triều cường ở một số khu vực trên địa bàn thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Việc vui xuân đón Tết của người dân thành phố Hồ Chí Minh năm nay có thể bị ảnh hưởng bởi việc ngập nước do triều cường. Đó là thông tin Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết vào hôm nay 24 tháng 1, tức 27 Tết Đinh Dậu. Theo dự báo của đơn vị, triều cường sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 1, tức 30 tháng Chạp, với khả năng báo động 2 tại trạm Phú An và báo động 3 tại lưu vực sông Sài Gòn. Ngoài ra, đỉnh triều còn xuất hiện liên tục từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 1, tức là mùng 3 và mùng 4 Tết. Vì vậy, nhiều khả năng dịp đầu năm mới, một số khu vực ở quận 7, Nhà Bè, quận 2, Bình Thạnh có thể xảy ra ngập. Để tránh những tình huống không tốt ảnh hưởng đến việc vui chơi đón năm mới, người dân ở những khu vực này nên có những chuẩn bị cũng như có phương án đối phó phù hợp. Các nghệ sĩ vừa đoạt giải Mai Vàng 2016 đã cùng tề tụ mang đến những tiết mục đầy sôi nổi trong đêm nghệ thuật Mai Vàng Chào Xuân 2017 dành tặng hàng ngàn công dân tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Những ca khúc đã đoạt giải đã được các ca sĩ thể hiện hết mình làm quà tặng đầu năm cho anh em công nhân trước khi về quê ăn Tết. Nghệ sĩ hài Trường Giang và bạn diễn Lâm Vĩ Dạ mang đến những tràng cười sảng khoái với tiết mục hài đầy duyên dáng trong đêm gala. Cái lứa tuổi già đi hát nhạc giật. Nhạc giật là được để mấy đứa liếm bì nó hát nó giật. Đây là lần đầu tiên mà Tường được hát cho các cô chú anh chị công nhân đón Tết ở xa quê. Và bản thân Tường cũng là một người xa quê cho nên Tường rất là hiểu cảm giác của họ khi có một người chia sẻ đồng cảm với mình qua âm nhạc. Thì giống như là mình được gọi là
chia sẻ một phần nào và mình cảm giác là mình ấm áp hơn được một chút. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Phú cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Bùi Văn Hãn, 53 tuổi, ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, khoảng tháng 3 năm 2016, chị Huỳnh Thị Diễm, 32 tuổi, ở xã Quốc Thái, huyện An Phú, bị công an huyện An Phú bắt tạm giam về hành vi đánh bạc. Với mục đích giúp vợ được tại ngoại và hưởng án treo, nên anh Trần Văn Phết, chồng chị Diễm, tìm gặp Hãn nhờ giúp thì được Hãn nhận lời. Sau khi anh Phết đưa cho Hãn 70 triệu đồng, Hãn tiếp tục yêu cầu anh Phết đưa thêm 35 triệu đồng để lo cho chị Diễm được hưởng án treo. Tuy nhiên, chị Diễm vẫn bị Tòa án Nhân dân huyện An Phú tuyên phạt 6 tháng tù giam. Biết mình đã bị lừa, anh Phết đến công an huyện An Phú tố giác Hãn lừa đảo chiếm đoạt của mình 70 triệu đồng và đưa ra bản ghi âm các cuộc nói chuyện trao đổi giữa Hãn với mình. Tại km 1037, quốc lộ 1A thuộc tổ dân phố 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 thanh niên đi trên xe máy thương vong. Sáng sớm ngày 24 tháng 1, người dân đi đường phát hiện 3 thanh niên bị thương nặng nằm bên chiếc xe gắn máy biển số 52D221784. Ba nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Minh, 38 tuổi, ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển theo hướng Nam Bắc, chở sau hai người là Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Xuân Tiến, đều ở huyện Lộc Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh Lê Văn Minh đã tử vong trên đường đi. Qua điều tra bước đầu, ba thanh niên trên ngồi cùng một xe máy vượt 1.200 km từ thành phố Hồ Chí Minh về quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế chơi Tết. Khi đến đoạn đường trên thì khả năng do buồn ngủ không làm chủ tay lái va vào cống thoát nước bên lề đường rồi tự ngã. Được biết hiện mỗi ngày có rất nhiều người chọn cách đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung ăn Tết. Một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường DT743 thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương giữa xe ô tô 4 chỗ và xe container. Nhiều người đã may mắn thoát chết. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2017. Khi đó, xe ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường DT743 theo hướng từ thị xã Dĩ An về thị xã Tân Uyên. Trên xe còn có 3 người đang trên đường về quê. Khi đến ngã tư đường DT743 Nguyễn Du, đoạn thuộc phường Tân Đông Hiệp, thì bị xe container chạy cùng chiều phía sau vượt lên trước, tông mạnh vào xe 4 chỗ. Sau va chạm, xe container tiếp tục nhấn ga kéo lê chiếc xe 4 chỗ thêm một đoạn dài mới chịu dừng lại. Ba người trong xe gào khóc kêu cứu, tài xế đã phải đạp cửa để cứu người bên trong. Chiếc xe 4 chỗ bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe container đã rời khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Xuyên Á, đoạn qua địa bàn huyện Thái Bình, tỉnh Cà Mau, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Thái Bình đã kiểm tra và phát hiện số lượng lớn thuốc lá nhập lậu trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát 68B00718. Chiếc xe này chạy trên tuyến Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu do tài xế Châu Ngọc Sơn ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu và phụ xe Nguyễn Chí Bảo ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang điều khiển và quản lý. Kiểm tra xe, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 750 bao thuốc lá ngoại được cất giấu ở trong hệ thống điều khiển xe. Các bao thuốc được cất giấu cẩn thận, rất khó phát hiện. Kiểm tra thêm, lực lượng phát hiện 100 bao thuốc hiệu Scott của một người khách. Khai thác nhanh, tài xế Sơn khai số hàng này được chở từ tỉnh Kiên Giang về. Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập hội đồng tiêu hủy 10.422 kg mứt bẩn. Trước đó, chiều ngày 10 tháng 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang ông Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1977, hộ khẩu tại khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại số 12 Hà Huy Tập, phường 3, thành phố Đà Lạt, đang vận chuyển các loại mứt không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ. Kiểm tra kho hàng của ông Toàn tại số nhà 26 đường Ngô Thị Sĩ, phường 4, thành phố Đà Lạt, lực lượng công an phát hiện có 10.422 kg mứt ô mai các loại như chanh cốm, hồng, đào tẩm ướp gia vị, trần bì sấy khô đều mang nhãn mác nước ngoài. Ông Toàn khai nhận số mứt trên được ông thu mua trên thị trường trôi nổi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa về Đà Lạt bỏ mối cho các cơ sở kinh doanh mứt trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Qua kiểm tra, phần lớn số mứt này đã hư hỏng, chảy nước, bị mốc và bốc mùi hôi khó chịu, rất mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Với hành vi vi phạm kinh doanh mứt trái cây sấy nhập lậu, ông Toàn đã bị công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 41 triệu 500 ngàn đồng. Toàn bộ số mứt bẩn đã được tiêu hủy bằng cách đốt rồi chôn lấp. Ngày 24 tháng 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiến hành xử phạt 5 xe tải vận chuyển gỗ quá trọng tải. Trên đoạn đường đi qua xã Ea Nuôn, huyện Buôn Đôn và xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 5 xe tải đang vận chuyển gỗ có dấu hiệu vi phạm luật giao thông. Các xe tải này gắn biển kiểm soát của tỉnh Phú Yên và Gia Lai. Sau khi cần kết quả cho thấy các xe trên đều vận chuyển gỗ vượt quá tải trọng cho phép từ 30 đến 50%, riêng xe tải biển kiểm soát 78C03328 vượt quá 50%. Sau đó, tổ cảnh sát giao thông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk để kiểm tra nguồn gốc số gỗ trên 5 xe tải.
Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được hồ sơ gốc chứng minh nguồn gốc của số gỗ cam xe thuộc nhóm 2 trên. Phòng Cảnh sát Giao thông đã xử phạt tổng số tiền 54 triệu đồng các xe ô tô vận chuyển gỗ quá trọng tải. Nam ca sĩ Trương Phạm vừa có buổi giao lưu thân mật cùng các fan tại đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê. Đông đảo khán giả, nhất là các bạn tuổi teen đã hào hứng đến để được lắng nghe ca khúc quen thuộc Đường về quê rất được yêu thích thời gian qua. Jun đã chia sẻ về những ước mơ ngày đầu xuân và bật mí như dự án sẽ dành tặng cho khán giả trong năm mới. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định ban hành giá dịch vụ trong giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Quyết định này có hiệu lực từ đầu năm 2017. Tuy nhiên, thời điểm cận Tết, rất nhiều cá nhân tổ chức nhận giữ xe cao hơn mức giá quy định. Đáng nói là có những nơi còn cao gấp 3 đến 4 lần. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Toàn cảnh 24 giờ. Cận Tết, nhu cầu đi lại và mua sắm lớn. Người dân chủ yếu tập trung về các chợ, bến xe, trung tâm thương mại. Đây cũng là lúc các điểm giữ xe tự phát mọc lên và giá giữ xe tại các điểm này đều rất cao. Trên đường Tôn Thất Hiệp, quận 1, hàng ngày có hàng ngàn phương tiện tới lui gửi tại điểm giữ xe rộng hơn 5.000 m2 này. Đặc biệt là dịp cận Tết, nhu cầu đi lại tham quan tại khu vực trung tâm quận 1 của người dân tăng cao, cũng là thời điểm ăn nên làm ra của bãi giữ xe này. Nhiều người đã ngao ngán vì mức phí tại đây quá cao, tuy nhiên không còn cách nào khác vì không có chỗ gửi xe nên cũng đành chấp nhận. Chiều ngày 20 tháng 1, bãi giữ xe này có 3 nam và 1 nữ liên tục thay nhau thu tiền giữ xe của khách với giá 7.000 đồng một chiếc xe số và 10.000 đồng một chiếc xe tay ga. Tuy giá cao nhưng vẫn có hàng ngàn chiếc xe gửi tại đây mỗi ngày. Người gửi xe luôn tấp nập ra vào. Ngay cửa ra vào điểm giữ xe này, tận dụng vỉa hè đường Tôn Thất Hiệp, quận 1, một nhóm thanh niên cũng nhận giữ xe và thu 10.000 đồng một lượt gửi. Trên vỉa hè đường Ngô Đức Kế, quận 1, một người đàn ông cũng nhận giữ xe với giá 10.000 đồng. Chiều ngày 20 tháng 1, một nam thanh niên chạy xe tới gửi và thắc mắc mức phí giữ xe quá đắt thì người này liền đuổi đi nơi khác. Dịch vụ giữ xe cho thu nhập cao nên nhiều người dân cũng tận dụng luôn mặt bằng trong nhà để kiếm thêm. Tại đường Đinh Bộ Lĩnh, đối diện bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, chiều ngày 20 tháng 1, một người phụ nữ liên tục mời khách gửi xe. Khi chúng tôi hỏi giá, người phụ nữ này báo giá 20.000 đồng một chiếc, tức là vượt quá 5 lần mức quy định của thành phố. Tuy nhiên sau đó thấy chúng tôi phàn nàn, chị này lấy 10.000 đồng, trong khi chúng tôi chỉ gửi xe 15 phút. Khi nào lấy? Chiều ạ. Đến chiều ạ? Dạ. Chiều tối đi. Bao nhiêu? 20. Dạ đâu có chỗ nào rồi để, có gì giữ thì để trong nhà cho em á. Dạ. Được không? Tối luôn á. 20 đắt quá đi. Cách đó không xa, sáng ngày 23 tháng 1, một phụ nữ cũng nhận giữ xe với giá 10.000 đồng trong vỏn vẹn 10 phút gửi xe. Gửi được 10 phút 10.000 luôn ạ. Giá vô 10.000. Giá vô là 10.000. Ngoài các điểm trên, tại nhiều khu vực quận 1, quận 5, quận 6, quận 10, quận Bình Thạnh, các dịch vụ giữ xe với giá cao vẫn ngang nhiên hoạt động hàng ngày. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, mức giá giữ xe máy dưới 175 phân khối, gồm xe số và xe tay ga, xe điện, kể cả trông giữ mũ bảo hiểm, thì ban ngày chỉ dao động từ 2 đến 4.000 đồng. Từ phản ánh của chúng tôi, bà Phù Thị Bích Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 26 quận Bình Thạnh cho biết, phường đã phối hợp với công an đi kiểm tra một số điểm trên địa bàn. Ban đầu thì một số điểm cam kết không nhận giữ xe quá giá. Về vấn đề mà chúng tôi phản ánh, phường sẽ cho người đi kiểm tra và sẽ xử phạt theo quy định. Ông Nguyễn Văn Thành, đội quản lý trật tự đô thị quận 1 cũng cho biết sẽ chuyển thông tin mà chúng tôi phản ánh lên các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra và sẽ thông tin phản hồi sau.